đậu chiếc xe máy trước cửa tiệm, trên xe có để cái nón bảo hiểm. Chủ cửa tiệm vừa quay lưng thì hai thanh niên chạy từ ngoài vào lấy đi chiếc nón bảo hiểm chạy đi mất hút. Tất cả hình ảnh của vụ trộm này đã được camera ở cửa tiệm ghi lại. Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 3 tháng 7 năm 2021 tại một tiệm áo cưới ở ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Vào thời điểm trên, hai thanh niên đi xe máy chạy từ đường 848 vào tận cửa tiệm. Thanh niên ngồi sau nhanh tay lấy cái nón bảo hiểm rồi chạy đi trong tích tắc. Chủ cửa tiệm cho biết cái nón bị mất khi mua giá trị khoảng 500.000 đồng. Do thời điểm này, tiệm đang tạm nghỉ vì dịch Covid-19, cửa tiệm đóng hờ. Chiếc xe đậu trước cửa có để cái nón bảo hiểm trên yên xe. Chủ cửa tiệm cũng vừa quay lưng vào bên trong thì lúc trở ra đã không thấy cái nón bảo hiểm ở đâu, nên đã mở camera xem lại thì phát hiện mình đã bị trộm. Hiện các hình ảnh này đã được gửi đến cơ quan công an. Thời điểm này đang vào mùa bóng đá, nạn trộm cắp thường xuyên xảy ra, người dân cần đề cao cảnh giác trong giữ tài sản cẩn thận để tránh bị mất cắp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.